Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vẫn toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mùng bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn trong quả ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu lên rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong kẻ chết hiện về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Mô-sê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, hai bài đọc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe dạy cho con người phải tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Jeremiah nói đến hai hạng người. Hạng người tin tưởng cậy dựa vào những giá trị ở đời này, và hạng người đặt niềm cậy trông ở nơi Thiên Chúa. Tiên tri Jeremiah đã nói khốn cho hạng thứ nhất và phúc cho hạng thứ hai. Phúc thay cho những ai cậy dựa vào Thiên Chúa. Họ như cây trồng bên suối nước, sẽ luôn sinh hoa kết quả và không bao giờ bị khô héo. Nhưng khốn thay cho kẻ tin vào sức mạnh của người đời. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, và lúc nào cũng như cây đang sống trong đồng khô cỏ cháy. Còn trong bài phúc âm, Chúa Giêsu cũng đưa ra hai mẫu gương để dạy cho dân chúng theo ngài: một người giàu có và anh Lazaro nghèo khó. Người giàu có thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là cậy dựa vào những giá trị ở đời này.
Và khi ông chết thì những chỗ ông cày dừa cũng tiêu tan luôn. Cho nên ông phải rơi vào cảnh khốn khổ. Còn anh Lazaro là đại diện cho hạng người thứ hai, đó là người biết đặt niềm cậy trong nơi Chúa. Cho nên sau khi chết, ông đã được hưởng hạnh phúc trong vòng tay của Thiên Chúa qua hình ảnh tổ phụ Abraham. Thưa anh chị em, con người chúng ta ai cũng biết rằng dù tiền bạc, của cải và nói chung những giá trị ở trần thế này là không bền vững, nay còn mai mất. Thế nhưng nhiều người vẫn cứ gầy dừa vào chúng. Đó chính là cái ngu dại của con người, nói theo ngôn ngữ của tiên tri Jeremiah trong bài đọc thứ nhất. Đó chính là cái khốn nạn của con người. Chúng ta để ý đến câu nói của tổ phụ Abraham khi người giàu có van xin ông Sai Lazaro nhúng tay vào nước và nhỏ trên lưỡi ông cho mát. Abraham đã nói lại là: giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có một vực thẳm. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không tạo dựng vực thẳm để ngăn cách con người với Ngài, nhưng chính con người tự đào vực thẳm ấy bằng nhiều cách ở trong cuộc sống này. Trước hết bằng sự ích kỷ, không quan tâm giúp đỡ một người anh em đang cần giúp, trong khi chúng ta có thể giúp. Người giàu có trong dụ ngôn sống không màng chi đến Thiên Chúa. Ông có tất cả rồi, không cần chi đến Thiên Chúa. Ông không thấy Thiên Chúa, ông không thấy kẻ khốn cùng. Ông hoàn toàn giàu có và sống dư đầy. Ông không chống lại Thiên Chúa, ông không đàn áp kẻ nghèo. Ông chỉ mù thôi, mù đối với Thiên Chúa và với những người nghèo khổ. Lời Chúa hôm nay muốn gửi một lời nhắn nhủ đến hàng người chỉ biết tin tưởng cậy dựa vào những giá trị ở đời này. Họ nên sớm thấy sai lầm của họ khi đặt niềm cậy trông vào những giá trị trần thế, để rồi kịp thời quay về và cậy trông vào Chúa. Đừng chờ đến khi chết rồi mới sám hối, vì lúc đó mọi việc đều không thể đảo ngược được. Khi đến bằng thái độ bỏ Chúa để hoàn toàn cậy dựa vào những giá trị trần gian. Lời Chúa hôm nay cũng đặt chúng ta trước một sự chọn lựa. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trong hai điều: tin nơi Thiên Chúa hay là tin nơi người phàm. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, cả Thiên Chúa lẫn tiền tài. Và tin thế nào chúng ta sẽ sống như thế ấy. Cuộc sống là biểu lộ những gì con người chúng ta tin. Thưa anh chị em, mùa chay mùa trở về với Chúa, và cũng là mùa trở về với anh em. Nhận ra mỗi người, nhất là những người cùng khổ, như người anh em con cùng một cha trên trời. Đó là lời mời gọi mà Thiên Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta. Và đó cũng là giấy thông hành, là hành trang để chúng ta về gặp gỡ
Cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết yêu thương những người nghèo khổ hơn chúng con bằng một tình yêu vô vị lợi như Chúa. Amen. Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng vấn đề nghiêm trọng của thời đại chúng ta không phải là sức mạnh tiêu cực của thế giới văn minh này cho bằng thái độ vô cảm nơi những người lương thiện. Và mẹ Teresa cũng kể lại một câu chuyện như sau. Lần kia tôi đi dự một hội nghị ở Bombay về việc cứu giúp những người nghèo. Đến cửa phòng hội, tôi thấy một người đang hấp hối. Tôi đưa người ấy về nhà, sau đó người ấy chết vì đói. Đang lúc đó bên trong phòng hội, hàng trăm người đang hăng hái bàn luận về nạn đói và về vấn đề lương thực. Làm thế nào để có lương thực, để có cái này, để có cái kia. Đang lúc họ vạch ra kế hoạch cho cả 15 năm, thì người này phải chết đói. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ông nhà giàu chịu cực hình dưới âm phủ không phải vì ông giàu có, mà vì ông đã dửng dưng vô cảm trước nỗi thống khổ của anh Lazaro. Còn anh Lazaro sau cuộc đời này được hưởng phúc trong lòng tổ phụ Abraham, không chỉ vì anh nghèo khổ, nhưng vì anh Lazaro không oán trách, không căm thù ông nhà giàu vô tâm kia, mặc dù suốt đời chịu toàn những bất hạnh. Sau khi chết số phận của hai người, ông Phú Hộ và anh Lazaro nghèo khó hoàn toàn khác. Điều này không lệ thuộc ở sự giàu nghèo, nhưng ở lối sống và cách đối nhân xử thế của mỗi người chúng ta. Như vậy, bên cạnh ân huệ Chúa ban, sự cố gắng của con người trong việc sống hiệp thông chia sẻ đóng vai trò quan trọng và quyết định cho sự sống đời sau. Sau khi chết, vận mệnh con người được cố định vĩnh viễn, không bao giờ quay ngược lại nữa. Phải hoán cải ngay và có lòng tin để khỏi bị kết án. Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại đi nữa, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, động lực thúc đẩy người ta có lòng tin không phải là những phép lạ kỳ diệu, nhưng là Kinh Thánh, là lời của Thiên Chúa nói với chúng ta. Cần phải sám hối và có lòng tin để khỏi bị kết án. Người nghèo không ở nơi vùng sâu vùng xa, mà ở rất gần nơi cổng nhà ông Phú Hộ. Sự dửng dưng đã che mắt tầm nhìn, sự vô cảm đã đóng cửa trái tim của nhà Phú Hộ kia. Sự dửng dưng và vô cảm cũng đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm khép kín đôi mắt, khóa chặt tâm hồn, khiến ta không còn nhạy bén trước nỗi bất hạnh của anh chị em mình đang ở rất gần bên cạnh mình. Thiên Chúa không lên án sự giàu có, nhưng kết án sự dửng dưng này. Biết quan tâm, có lòng thương cảm với người túng thiếu là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa, đáng được người thưởng công. Chúng ta đừng để mình nghèo về lòng thương cảm đối với tha nhân. Có thể chúng ta không giàu có về của cải vật chất, nhưng người nghèo hơn chúng ta và cần đến sự giúp đỡ của chúng ta thì không bao giờ thiếu. Họ vẫn đang ở rất gần với chúng ta. Giúp đỡ những người thất nghiệp bằng vật chất hay công ăn việc làm, đó chính là điều hết sức khẩn thiết đối với mỗi người chúng ta. Xin Chúa mở rộng con tim của chúng ta để chúng ta biết nhạy bén trước những nỗi bất hạnh của tha nhân, nhất là những ai đến với chúng ta ngay trong ngày hôm nay, để chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ bằng chính lời nói, bằng chính những việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trên đây là câu trả lời của tổ phụ Abraham với người phú hộ, được đặt làm câu chủ đề cho đoạn tin mừng con vừa đọc. Rõ ràng, phú quý, giàu sang là phần phước, là phúc lành Thiên Chúa ban cho ở đời này. Có thể hiểu đó là số nén bạc Chúa trao để cộng tác với Chúa mà sinh hoa lợi. Người có một nén, năm nén hay mười nén không quan trọng. Quan trọng là làm cho số bạc của mình sinh lợi tức. Chúa ban cho ông phú hộ một khả năng vượt trội. Chúa ban cho ông phú hộ giàu sang phú quý. Nhưng mà ông chỉ khư khư ôm lấy khối tài sản của mình. Ông hoàn toàn dửng dưng vô cảm trước tình cảnh khốn cùng, túng quẫn, thiếu thốn của đồng loại. Ông giàu có rồi. Ông đủ quyền lực rồi. Có lẽ ông hoàn toàn đặt tin tưởng nơi của cải và chỉ cậy dựa vào sức phàm nhân mà dẹp Chúa qua một bên rồi. Và giống như người đào lỗ chôn nén bạc Chúa trao, số phận ông phú hộ ở đời sau cũng thế. Thật bất hạnh cho ông. Khi đó, chính những nén bạc Chúa trao, chính phước lành ở đời này lại là duyên cớ, là nguồn cơn bất hạnh ở đời sau khi giáp mặt Chúa. Quý ông bà, anh chị em quý mến, mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta làm mới lại các tương quan. Tương quan với Chúa qua việc cầu nguyện, sám hối. Làm mới lại tương quan với chính mình qua việc ăn chay, hãm mình. Và làm mới lại mối tương quan với tha nhân qua việc thực thi bác ái, cho đi. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ với chúng ta chú trọng đến mối tương quan với tha nhân, quan tâm đến người khác, quảng đại cho đi mà không cầu báo đáp. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường hay phải cho đi hàng tỷ mỹ kim như một số tỷ phú đang làm. Nhưng Chúa cần mỗi chúng ta biết để tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh, biết cho đi trong khả năng của mình với tất cả chân thành và quảng đại. Chúa cần mỗi chúng ta làm những việc tầm thường nhưng với một tình yêu phi thường. Xin nhớ rằng hai đồng kẽm của bà quá nghèo vẫn quý trọng nhất so với khối tiền dư bạc thừa của nhiều người. Lạy Chúa, tất cả những gì con có là phước lành Chúa ban cho. Xin đừng để con say mê bám víu vào của cải đời này mà xa lìa Chúa, mà quay lưng với anh chị em con. Amen. Không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đống lúa chín thơm, ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nắng tàn. Xin cho con dám sống mạo nhiệm vượt qua, đi từ cõi chết đến cõi sống. Tôi rộng mở đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên. Con cần chết đi lòng ghen ghét và bao thói hư cùng với
với những tham vọng đời này, con cần phải biết dấn thân, hy sinh quên mình tận hiến mới mong ngày được sáng tươi. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chết đến cõi sống trong Chúa ban vui, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển dinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca kể về ông trọc phú và người nghèo khó Lazaro. Nếu ta làm một cái so sánh ở đây, ta sẽ thấy hai sự khác biệt xa nhau lắm. Một bên là anh nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách, ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn một bên thì là anh Lazaro nghèo khó, đã khốn cùng nghèo khó, lại còn mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. Rồi chúng ta thấy một bên của cải đầy dư, ăn uống ê hề, một bên chỉ thèm được ăn những thứ trên bàn của ông nhà giàu rớt xuống, nhưng nào có được. Rồi ta thấy rằng khi ông nhà giàu chết và anh nhà nghèo cũng chết, số phận của hai người như nhau, kết quả vẫn là cái chết. Thế nhưng đặc biệt sau cái chết đó, ta lại tiếp tục thấy được sự khác biệt rất rõ ràng. Anh nhà giàu được đem chôn và chịu cảnh khốn cùng của lửa nóng thiêu đốt, còn anh người nghèo lại được đem vào lòng tổ phụ Abraham. Đến đây, ta có thể suy tư để thấy rằng cuộc sống trần gian của Lazaro khốn khổ bao nhiêu, thì giờ đây anh lại được hưởng hạnh phúc sung mãn bấy nhiêu. Tên nhà giàu trước kia sung mãn bao nhiêu, thì giờ đây bên thế giới này lại khốn cùng bấy nhiêu. Tại sao lại có sự nghịch lý và hoán đổi như thế?
Phải chăng muốn vào vương quốc của Chúa, người ta phải chấp nhận sự khốn cùng ở đời này, phải nghèo đói, phải khốn khổ để rồi được vào thiên quốc? Đã hẳn có mối phúc, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Nhưng ở đây ta phải hiểu, không phải tất cả những ai ở trần gian khốn khổ bần cùng thì nghiễm nhiên được nước Chúa làm gia nghiệp. Và cũng không phải bất kỳ ai khi sống cuộc đời trần thế giàu sang thì không có cơ duyên để vào vương quốc của Chúa. Sứ điệp mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay đó chính là hãy sống lòng thương cảm. Anh nhà giàu ra như chẳng có tội gì, chẳng bóc lột ai, chẳng làm điều gì xấu. Nhưng tin mừng làm sáng lên một điều, anh vô tâm, vô cảm, không biết thương đến người xung quanh mình. Một anh người nghèo nằm trước cửa nhà của mình đầy đau khổ, những con chó đến liếm ghẻ chốc anh ta. Vậy mà anh nhà giàu chẳng một chút xót thương. Khi không biết xót thương thì làm sao đón nhận được lòng xót thương của Chúa? Bài học rút ra ở đây, hãy thương xót để được xót thương. Ước chi chúng ta đừng trở nên những kẻ như anh nhà giàu, sống trong nhung lụa mà quên người anh em, quên biết mở lòng xót thương kẻ khác. Dạy chúng con bài học xót thương, để chúng con cũng được Chúa thương xót khi chúng con kết thúc cuộc hành trình đức tin của mình. Lạy Thiên Chúa là đấng xót thương, xin rủ lòng thương con. Amen. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa. Chúa chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, xã hội nào cũng có người giàu, kẻ nghèo, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Tuy vậy, thực tại giàu nghèo thì không có gì xấu xa hay lỗi phạm. Điều quan trọng là chúng ta hành xử thế nào trong cương vị của mình mà thôi. Trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy câu chuyện giữa ông nhà giàu và anh Nazaro nghèo đói. Cả hai cùng sống thực tại giàu và nghèo của mình ở trần gian, với khoảng cách ra như nghiêng về phía người giàu bởi sự sung túc của cải và yến tiệc linh đình. Trong khi đó, người nghèo Nazaro thì thiếu thốn cùng cực đến độ bụng luôn đói, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông nhà giàu rớt xuống mà ăn cho no. Có lẽ vì thế mà thân xác của anh cũng tàn tạ theo cảm giác đói của anh khi mà da thịt toàn những mụn nhọt và ghẻ chốc. Thế nhưng, sau những năm tháng sống trên trần gian, thì cả hai đều đối diện với cái chết.
Lúc này đây, thực tại giàu nghèo đã hoán đổi vị trí cho nhau. Anh Nazaro trở nên giàu có và được ngồi trong lòng tổ phụ Abraham. Còn người giàu có trước kia, nay trở nên nghèo đói và đang chịu lửa thiêu đốt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giàu nghèo không phải là tội. Tội là ở cung cách chúng ta sống và việc chúng ta hành xử ra sao với anh chị em xung quanh. Với ông nhà giàu, vì thiếu sự bác ái sẻ chia với anh Nazaro, nên số phận của ông đã trở nên bi đát. Như thế, quan tâm đến người anh em, nhất là những người cùng khổ, là một bổn phận mà Đức Giê-xu đã khẳng định trong diễn từ về ngày trung thẩm. Nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra rằng số phận mai hậu của họ gắn liền với một bát nước lã, một chén cơm họ chia sẻ cho một kẻ vô danh. Câu chuyện anh Nazaro nghèo khó và người phú hộ giàu sang là một hiện trạng rất thực tế của xã hội chúng ta. Dửng dưng, thiếu lòng xót thương, chính sự vô cảm đã tạo ra những vực thẳm ngăn cách trong mối tương quan giữa con người với nhau, dẫn đến sự chia rẽ, hận thù. Nếu cuộc sống không có đức ái, con người chẳng khác gì một cỗ máy vô tri. Thiếu lòng thương xót, con người tự đóng khung cuộc đời mình trong sự cô độc. Mất lòng thương cảm, con người tự tách biệt mình ra khỏi cộng đồng và nhất là tự mình tách lìa khỏi lòng thương xót của Chúa. Vì ai không biết yêu thương thì không ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Thánh Augustino có lần đã nói, tất cả chúng ta đều là những người ăn mày đang cần đến hồng ân Thiên Chúa. Anh em giàu có với những của cải tạm bợ, nhưng anh em cần những thứ vĩnh cửu. Điều mà anh em làm với những ai khẩn cầu anh em thì Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện như thế với anh em. Hãy đong đầy cho những người anh em đang túng thiếu, để sự túng thiếu của anh em cũng được đong đầy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng cho mình sự giàu có thực sự trước mặt Chúa bằng những hành vi bác ái và cử chỉ yêu thương. Amen. Lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lang thang muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối, đắm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biến đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nên bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, Chúa hãy hà, Ngài ơi.
đời thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống, tùy cách đối diện với cuộc sống mà đời sống chúng ta có thể trở thành cơ hội thuận lợi hay không, ta coi là những cơ hội Chúa ban. Đó là những thời điểm trong cuộc sống mà chúng ta phải chọn lựa. Ý nghĩa ở đây nhiều ít tùy vào sự chọn lựa của chúng ta. Điều này có nghĩa là dù tôi chọn gì thì cũng có khả năng làm khác một người khác. Điều quan trọng là nhìn nhận rằng những thời điểm trong đời sống chúng ta trên nền tảng căn bản. Chính những câu trả lời của chúng ta cũng là nền tảng để Thiên Chúa phán xét khi chúng ta đến trước nhan người. Điều này làm chúng ta e sợ, nhưng đó là sự thật. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng hôm nay. Người giàu thực hiện điều ông đã lơ là trong cuộc sống trần gian, không còn đường để thay đổi lúc này. Đời sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không biết khi nào Chúa gọi chúng ta. Chúng ta không biết mình có những cơ hội thuận lợi như vậy nữa hay không. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta nhận thấy tội của người phú hộ là lãng quên người khác. Người phú hộ đã chẳng cho các gia nhân ra đánh đuổi ông Lazaro, cũng không sỉ nhục hay mắng chửi ông Lazaro. Người phú hộ không hề xua chó ra để đuổi ông Lazaro ra khỏi cổng nhà mình. Nhưng người phú hộ vẫn có tội, tội rất nặng. Tội của người phú hộ là để mặc cho Lazaro chết. Ông không hề nghĩ tới Lazaro. Người phú hộ không muốn bận tâm đến tình trạng của Lazaro, không hề nghĩ ông phải có lòng thương cảm với ông Lazaro. Sự thờ ơ làm cho lòng người ta yên ổn. Chúng ta vẫn thường được nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Người chạnh lòng nên luôn đáp ứng trước hoàn cảnh khó khăn và không bao giờ bỏ đi đang khi người khác cần đến. Thế giới mỗi ngày trở nên nhỏ bé và càng ngày càng nhỏ bé hơn nhờ những thông tin liên lạc được đưa lên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, càng lúc người ta lại càng dửng dưng trước những nhu cầu của người khác. Theo tiếng Latin, compassio có nghĩa là cùng chịu đau khổ với người đang đau khổ. Như thế, lòng thương cảm là cùng tham gia vào sứ vụ của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã gánh lấy đau khổ của tất cả nhân loại. Thêm nữa, lòng thương cảm của chúng ta như Chúa Giêsu phải thúc đẩy chúng ta hành động, tức là không chỉ là tâm tình bên trong, nhưng còn được thể hiện bằng những hành động bên ngoài để giúp đỡ những người đang cần đến. Các ngôn sứ của thời Cựu Ước thường xuyên nhắc nhở dân Israel về những bổn phận luân lý là lòng hiếu khách và quan tâm tới người khác. Như vậy là họ chưa bao giờ chu toàn bổn phận này. Cần phải liên đới sâu xa với tất cả những ai đang kêu cầu Thiên Chúa trong cảnh khốn cùng của họ. Những người nghèo khổ về thể lý, về tinh thần, những người đau khổ dưới mọi hình thức. Tâm tình của chúng ta ngày hôm nay, nhất là trong những ngày mùa chay này, là luôn trông cậy vào Chúa, nhưng đồng thời cũng luôn đồng hành chia sẻ với tất cả những ai khó nghèo. Lạy Chúa,
xin giúp chúng con lớn lên trong tình quảng đại, với ước muốn dành thời giờ và năng lực để phục vụ người khác như chúng con có. Xin dạy chúng con yêu mến họ như Chúa đã yêu mến họ. Amen. Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một doanh nhân người Mỹ giấu tên đã bỏ ra hơn 600 triệu đô la tài trợ cho các trường đại học, trung tâm y tế, tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng khác trong hơn 15 năm. Sau này người ta mới biết được danh tính của ông. Ông giải thích sự hào phóng của mình đơn giản như sau: tôi thấy mình đã đủ, và tôi nghĩ tốt hơn hết nên chia sẻ tài sản của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Dù sao đi nữa, khi chúng ta chết, chúng ta cũng không thể mang bất cứ thứ gì lên thiên đàng. Điều này thật trái ngược với người giàu có trong tin mừng hôm nay. Mối quan tâm của ông ta là quần áo đẹp và những buổi yến tiệc linh đình mỗi ngày. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn nhằm để cho chúng ta suy gẫm. Qua dụ ngôn về anh Lazaro và người giàu có, Chúa Giêsu đã vẽ lên một khung cảnh tương phản đầy kịch tính: giàu sang và nghèo khó, lòng trắc ẩn và sự thờ ơ, đón nhận và loại trừ, thiên đàng và hỏa ngục. Chúng ta cũng thấy một sự đảo ngược bất ngờ đối với tài sản. Anh Lazaro không chỉ nghèo mà còn bị bệnh ghẻ chốc. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh Lazaro có lẽ cũng chẳng nhường cho anh một chút bánh vụn rơi từ bàn ăn. Chi tiết con chó liếm ghẻ chốc càng cho thấy anh Lazaro nghèo khổ và bất hạnh biết chừng nào. Người giàu có đã cư xử khinh rẻ và thờ ơ với người ăn xin, cho đến khi ông nhận thấy vận may của mình đã bị đảo ngược. Vào cuối đời, Lazaro ở trong lòng Abraham không phải vì anh nghèo, nhưng là vì anh đã không mất hy vọng vào Chúa. Mắt anh luôn hướng về kho báu được cất giữ cho anh trên thiên đàng, trong khi người giàu có chết trong trầm luân đau khổ. Thật ra, người giàu có không làm hại gì cho anh Lazaro. Ông ta đau khổ không phải vì yến tiệc linh đình là điều xấu xa, nhưng đau khổ vì đã không làm gì để cuộc sống của anh Lazaro trở nên tốt hơn. Ông không giúp đỡ cũng chẳng làm gì cho quyền sống của người nghèo. Ông dửng dưng và thờ ơ trước tình cảnh khốn cùng của họ. Ông đã ích kỷ, không nhìn xa hơn bản thân mình và không vượt lên trên của cải trần gian. Ông không nhận ra sự giàu có là ân ban của Thiên Chúa,
cũng như không nhận ra giá trị hay ý nghĩa thực sự của tài sản là sử dụng nó vì lợi ích của người khác, chứ không phải giữ nó cho riêng mình. Ông không thấy gì ngoài kho báu vật chất của mình. Ông đã đánh mất Thiên Chúa và kho báu thiên đàng vì ông chỉ bận tâm tìm kiếm hạnh phúc trong những thứ vật chất. Ông quan tâm đến sự giàu có hơn là Thiên Chúa. Nói cách khác, ông đã phạm tội thiếu sót là không làm điều tốt mà đáng lẽ ra ông có thể làm và nên làm. Đó không chỉ đơn thuần là một người không làm gì cả ở đây và vào lúc này, nhưng đã sao nhãng và bỏ bê hành động trong những hoàn cảnh mà người đó có thể và nên hành động. Lạy Chúa Giêsu, có một khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Người giàu có đã sống trong thế giới của riêng mình và cũng không nỗ lực để bước vào thế giới của người nghèo. Xin cho chúng con biết bước vào thế giới của những người khác và để cho người khác được bước vào thế giới của chúng con, như Chúa đã bước vào thế giới của chúng con và mời gọi chúng con bước vào thế giới của Chúa. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua dụ ngôn ông nhà giàu và người nghèo Lazaro, Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta rằng cái chết xóa bỏ mọi địa vị, mọi giai cấp và danh vọng. Cái chết cũng làm lộ ra những hành động chúng ta đã làm hoặc không làm cho Chúa và tha nhân. Trước hết, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy mọi sự đều bị đảo ngược sau cái chết. Nếu khi còn sống, ông nhà giàu chỉ mặc toàn lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình, thì khi chết, ông được đem chôn và đang chịu cực hình khốn khổ. Trong khi đó, người nghèo Lazaro khi còn sống nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm từng chút bánh vụn mà không ai cho. Nhưng khi chết, người nghèo ấy được các thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham và được hạnh phúc đầy tràn. Ở đây, người nghèo Lazaro không phải vì nghèo mà được vào thiên đàng. Còn ông nhà giàu không phải vì giàu mà bị ra hỏa ngục. Quả thật, người nghèo Lazaro được hạnh phúc là vì đã không oán trách và đánh mất đi niềm tin của mình vào Thiên Chúa, dù phải sống trong cảnh khốn cùng.
còn ông nhà giàu bị sa xuống vực thẳm vì đã không thực hành bác ái, không biết dùng của cải chống qua đời này để mua lấy bạn hữu và nước trời vĩnh cửu. Như vậy, dụ ngôn muốn khẳng định rằng số phận đời sau tùy thuộc vào những hành động hôm nay. Bởi cuộc sống ở trần gian không là tất cả. Của cái đời tạm này tự nó không đảm bảo hạnh phúc viên mãn đời sau. Muốn được an ủi ở đời sau, thì phải thi hành luật yêu thương của Thiên Chúa ngay từ hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hạnh phúc nước trời là cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ có những ai sống yêu thương và chia sẻ mới có thể sống trong vương quốc của Thiên Chúa. Bởi ở đó, họ sống với nhau bằng tình yêu. Họ cho đi tất cả để nhận được tất cả. Ngược lại, hình phạt khủng khiếp ở hỏa ngục là một vực thẳm không tài nào vượt qua, không thể nài xin hay cầu cứu sự gì dành cho những ai sống ích kỷ. Bởi lòng thương xót sẽ đặt chúng ta bên cạnh người nghèo Lazaro và trong lòng của Thiên Chúa. Còn sự ích kỷ sẽ đẩy chúng ta xuống vực thẳm, chung số phận với người giàu có ích kỷ. Lạy Chúa, xin hãy lấy đi những gì là ích kỷ, tham lam và mê muội nơi mỗi cuộc đời chúng con hôm nay, để chúng con cũng biết sẵn sàng mở lòng ra với Thiên Chúa, yêu thương và chia sẻ với tha nhân, hầu chúng con đáng được thừa hưởng lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa trong ngày sau hết. Amen. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu, chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trang tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy.